xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với nhà thi đấu Ninh Bình để tiếp tục theo dõi hiệp 2 của trận bán kết thứ hai giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013 giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Sơn Đông Trung Quốc. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng 25-23 thuộc về đội Sơn Đông. Tên chuyền hai Đào Thị Huyền phát bóng. Một đều. Qua cái điểm của Su Sinh. Su Sinh có chiều cao 1m88. Đây là một trong những vận động viên có chiều cao tốt nhất bên phía Sơn Đông, cùng với Yang Pha Su có chiều cao 1m90. Sao tuyển Việt Nam khi mà chúng ta không điều chỉnh bước một ổn định, đội tuyển Việt Nam cũng mất đi cơ hội tấn công. Trong hiệp đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam cũng đã có vài lần mắc lỗi bước một, và chính từ những sai lầm đó mà tuyển Việt Nam đã để cho các cầu thủ Sơn Đông bứt lên. Thì nói là một tình huống tấn công tốt của tuyển Việt Nam, may mắn đã thuộc về tuyển Việt Nam ở tình huống vừa rồi. Và chuyền bóng chiến thuật ở vị trí số 3 quá mạnh của Đào Thị Huyền khiến cho Bùi Thị Nga không chặn được bóng, nhưng rất may là bóng là rơi sang phần sân của các cầu thủ Sơn Đông. Đó là tình huống bóng khẽ chạm vào tay của Bùi Thị Nga. Tuyển Việt Nam dẫn 3-2. Rất nhanh. Phù công số 1 Su Sinh luôn cho thấy được sự hiệu quả của mình với những pha đánh nhanh và đánh long ngắn ở vị trí số 3. Có thấy là ý đồ tổ chức tấn công của tuyển Việt Nam diễn ra khá chậm, vì vậy mà các cầu thủ Sơn Đông đã dường như bắt hết được bài. Liên tiếp là những điểm số cho Sơn Đông. Có lẽ là tuyển Việt Nam cần phải có sự điều chỉnh ở vị trí trên sân. Bây giờ thì đối với mình mới là những quyền phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Rất tiếc. Đó là một cơ hội để đội tuyển Việt Nam phản công. Ở tình huống mà các cầu thủ Sơn Đông thực hiện pha đánh bóng điều chỉnh sang, thế nhưng ở phía cuối sân, Đào Thị Huyền lại không phòng thủ được. Đội tuyển Việt Nam buộc phải có sự thay đổi người, và đương nhiên là Hà Thị Hoa vào sân thay cho Đào Thị Huyền. Pha
không được. Xem việc bây giờ đang là 4 điểm. Không thể phủ nhận vào lúc này sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và Sơn Đông nằm ở vị trí chuyền hai. Đội tuyển Sơn Đông đang chơi biến hóa và luôn giúp cho các mũi tấn công của Sơn Đông có được nhiều những tình huống kết thúc thuận lợi khi mà hàng chắn đội tuyển Việt Nam luôn bị xé lẻ. Trong khi đó thì những pha chuyền bóng trước đó của Đào Thị Huyền thường diễn ra với tốc độ chậm. Vì vậy mà hàng chắn của Sơn Đông thường xuyên có thời gian để chủ động di chuyển ra ngoài biên bán chắn, khiến cho các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam sau nhiều lần đập bóng hỏng có phần nào bị chùn tay. Vẫn chưa ghi được điểm. Bóng ra ngoài. Quan sát thấy bóng ra ngoài, Tài Trợ Linh đã không đỡ bóng. Và đó là một quyết định chính xác. Tại VTV Cup 2 năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đều không thể vượt qua được bán kết. Năm 2011, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước sinh viên Nhật Bản, rồi sau đó trở thành nhà vô địch với tỷ số 1-3 ở trận bán kết. Và tại VTV Cup năm ngoái, đội tuyển Việt Nam cũng đã thất bại ở trận bán kết trước đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 2-3. Lúc này trong trận bán kết của VTV Asian Bank Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trước đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã không gặp may ở tình huống kết thúc của Ngọc Hoa. Bóng leo trên mép lưới và rơi ra ngoài. Trong trận đấu ở vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên nhưng thua ở hiệp 2. Nhưng mà lúc này đội tuyển Việt Nam đang thua ở hiệp thứ nhất và cũng đang bị dẫn điểm ở hiệp đấu thứ hai. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta phản công và cần phải ghi điểm. Ngọc Hoa. Hàng sau của Sơn Đông phòng thủ rất hay. Và cuối cùng thì các cầu thủ Sơn Đông mới là những người có điểm. Một tình huống tranh chấp tay đôi giữa hai cầu thủ hai Xuân Văn Dinh và Hà Thị Hoa. Xuân Văn Dinh đã là người giành chiến thắng. Cách biệt bây giờ đã lên đến 6 điểm. Đó là pha đập bóng ở ngoài biên số 4 của chủ công Đỗ Thị Minh.
ơi. Ôm. Việc bị dẫn điểm tương đối xa khiến cho các thành viên đội tuyển Việt Nam đang gặp áp lực về mặt tâm lý. Quay rất khó chịu khiến cho 14 Wang Fengjiao không thể điều chỉnh được bước 1. Không thể phủ nhận ngày hôm nay các mũi tấn công của Sơn Đông chơi rất hiệu quả. Gần như mỗi khi có cơ hội tổ chức tấn công thì họ đều có điểm. Vai trò của cây truyền hai Sun Hoan Dinh là rất quan trọng và vận động viên này đang phát huy tối đa và khả năng của đội bóng, giúp cho các đồng đội có nhiều cơ hội thuận lợi để có thể đưa ra được cú pha dứt điểm hiệu quả. Bóng trong sân. Điểm rơi của bóng nằm trong sân khiến cho các cầu thủ Sơn Đông bị bất ngờ và tưởng rằng bóng đang ra ngoài. Mặc dù vậy thì bóng đã rơi về phía cuối sân. 10-14. Vẫn còn. Chắn được tuyển Việt Nam sau pha kết thúc của số 3 Hyeong Phang Su. 15-12. Điều cho tuyển Việt Nam 12-15. Đường trường đội tuyển Việt Nam đã có được cơ hội phản công. Tiếp tiếp là pha xử lý của Nguyễn Thị Xuân lại quá mạnh, khiến cho nỗ lực của Hà Thị Hoa bất thành. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết với Sơn Đông. Một
Nhưng trong lúc khó khăn như thế này thì đội tuyển Việt Nam cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Trong số các kỳ VTV Cup trước đây thì đội tuyển Việt Nam đã 3 lần giành được danh hiệu vô địch. 2 lần là vào trận chung kết vào các năm 2005 và 2006. Trong phần lớn những pha giằng co thì cuối cùng phần thắng đều thuộc về Sơn Đông. Dường như sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại, các cầu thủ Sơn Đông đã rút ra được rất nhiều bài học và họ đã nghiên cứu rất kỹ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy mà lúc này các cầu thủ Sơn Đông đang là những người có được thế trận tốt hơn. Thêm một điểm nữa cho Sơn Đông. Cao thủ Sơn Đông đang phát huy được lợi thế về chiều cao. Họ đã cắn rất sát. Sau đó khiến cho các mũi tấn công của tuyển Việt Nam gặp rất nhiều những bất lợi. Vừa rồi là pha đánh long bắn thành công của Ngọc Hoàng. Cùng đội tuyển Việt Nam cũng đã có điểm, nhưng cũng phải mất khá nhiều những tình huống bóng qua lại, đội tuyển Việt Nam mới có thể ghi được điểm với pha kết thúc của chủ công Đỗ Thị Minh. Vẫn còn tới 4 điểm nữa, đội tuyển Việt Nam mới có thể bắt kịp được điểm số trước Sơn Đông. Thấy rằng là đội tuyển Việt Nam không chỉ có gặp khó khăn về khả năng phòng thủ trên lưới mà còn đang gặp nhiều khó khăn ở khâu phòng thủ tầm thấp.
Chúng ta không thể làm được gì nếu như tiếp tục mắc những sai sót trong khâu đỡ bóng 1. Đúng là với điểm số như thế này thì thật khó có thể nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam có thể lội ngược dòng thành công trong hiệp đấu thứ hai khi mà chúng ta mắc quá nhiều sai sót. Điểm tựa đội tuyển Việt Nam với pha đá bóng của Đỗ Thị Minh. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 17-21. Kênh truyền hai Xuân An Dinh ra sân nghỉ, thay vào đó là số 1 Lưu Rui Hua. Đội tuyển Việt Nam cũng có sự thay đổi người, Kim Liên vào sân thay cho Đỗ Thị Minh. Đội tuyển Việt Nam đã có sự điều chỉnh ở hàng sau với việc đưa những vận động viên có chiều cao thấp để hạn chế những sai sót trong khâu đỡ bóng 1. Tất cả đội tuyển Việt Nam đều đứng nhìn trước pha xử lý của Sun Hoan Jin. Một pha nhảy trườn nhưng đã thực hiện pha bò nhỏ rất khéo. Pha đá bóng thứ hai thì Bùi Thành Hà đã ghi được điểm. Bóng xuyên qua chắn của các cầu thủ Sơn Đông. Ngay sau đó thì các cầu thủ Sơn Đông cũng trả lời bằng một pha đánh chiến thuật ở vị trí số 3. 24-19. Chiến thắng lại nằm trong tầm tay dành cho các cầu thủ Sơn Đông ở hiệp đấu thứ hai. Phát bóng ra ngoài, có phát bóng hỏng của số 12 Song Mê Ly. Đấu thứ hai đã kết thúc và chiến thắng một lần nữa là thuộc về Sơn Đông. Đội tuyển Việt Nam vẫn mắc những sai lầm trong đỡ bước 1. Vì vậy mà việc đội tuyển Việt Nam để thua trong trận đấu này cũng không có gì bất ngờ.
Như vậy là sau 2 set thì tuyển Việt Nam đã thua cả 2. Và trước mắt chúng ta chỉ còn một hiệp đấu thứ 3. Chúng ta phải dồn toàn sức vào hiệp đấu thứ 3 để hy vọng có được một kết quả khả quan trước khi đến những hiệp đấu tiếp theo.